Vợ đố chồng. Đây. Đây, cầm này. Cầm. Ừ. Vợ đố chồng làm cái này, xếp lên cho nó cao lên, ok? Được không? Được được. Được được, ok. Chồng làm thử đi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Quay cái chảo này, tua quá, tua thủ lù đại này, tua. To anh nói to chứ không phải là thù lù nha. To mày thấy. Cả nhà ơi, dân chơi thì không sợ mưa rơi. Hai vợ chồng Nhân tiếp tục chơi lớn nữa, đó chính là đi vô chợ. Chợ có rêu anh nằm ấy. Chốt phe đi. Chốt phe nha cả nhà, đây đây tên chợ đây. Và hôm nay Nhân tới chợ này vẫn là còn khoảng mấy tiếng nữa là Nhân ra sân bay, nhưng mà Nhân vẫn muốn tới chợ mua một cái đặc sản, đó là món sườn khổng lồ á. Đó, mang về cho gia đình Nhân ăn, là hai vợ chồng Nhân sẽ đi tiếp nha cả nhà. Nhà ơi, đi vô chợ cái lúc này thì vẫn còn sớm nên chưa có sạp mở nhiều nha. Có một ít sạp mở thôi, bây giờ cái gia đình Nhân đi lại đi vô trong bên trong mua nha. Đây, Nhân sẽ ghé quán sườn này nha. Quán sườn này là nó rất là ngon. Ở trong cái khu chợ này cả nhà thấy đây là dàn nhân viên ngồi ăn nha. Đó, vẫn chưa có khách mà dàn nhân viên kìa. Cả nhà thấy nhân viên ngồi ăn dễ mang không? Đông không? Nhân viên ở quán mà đông gì nè cả nhà. Đó, rất là đông. Bây giờ là mình sẽ vô mình order tại quầy nha. Đây cả nhà ơi, đây là món sườn cây. Nhân sẽ mua cái sườn to nhất ở đây nha. Cái sườn thép sườn to nhất ở đây là giá là 990 bạc, là khoảng 1.000 bạc, là khoảng 700.000 cái thép sườn này nha. Mà mọi người ở đây thường quán này nếu mà tới ban tối là rất là đông, phải xếp hàng 4 giờ rưỡi 5 giờ nên chưa có người. Sorry. One. Little bit spicy. Nhân nói là Nhân mua ít cây thôi, bởi vì nhà Nhân ăn cây không có được, mà ở bên này là cây chảy men lắm cả nhà, mà để họ mình mà không nói là họ để cây mà cây ối rồi ôi luôn cả nhà, nên là mình mua mình phải nói họ. Cả nhà nhìn xem, trời ơi, đây cái thép sườn khổng lồ nó nằm ở đằng này nè cả nhà. Trời, Nhân không hiểu là vì lý do gì mà họ có thể chất được nha. Wow, nhìn chưa, họ chất được cao như thế này luôn nè cả nhà. Ui, dã man thiệt chứ. Dã man thiệt. Dạ cả nhà ơi, họ chất đây nha cả nhà, đây là ở ngoài thực tế luôn á cả nhà. Họ chất rất là hay, chút Nhân mua về không biết là Nhân có chất được như họ hay không đây nè. Rồi bây giờ mình mua xong hết rồi nha cả nhà. Đi về thôi. Bây giờ là vợ chồng Nhân là bắt đầu cân lại, bỏ đóng thùng hết trơn lại tất cả mọi thứ để bắt đầu mình di chuyển ra sân bay nha cả nhà. Phải cân lại đầy đủ hết hành lý lại, cân chỉ chỉnh chu đàng hoàng nha, rồi mới đi được. Đó. Nó cân ký rồi lại rất phải chỉnh chu, sợ là ra đó dư cân á cả nhà, mắc công nữa. Cái này gọi là mang quà về cho mẹ nha cả nhà. Hello cả nhà, thì hôm nay á là Nhân lại cho nhà ăn cho nhà Nhân ăn món Thái Lan, đó là món của đặc sản của Bangkok, đó chính là món sườn khổng lồ nha cả nhà, hay còn gọi là sườn cây khổng lồ. Đây cả nhà, Nhân đổ ra luôn nha. Đây chỉ là mới là một túi thôi nha cả nhà, còn thêm một túi nữa. Túi bên này nó to hơn nên Nhân thay ra bằng cái thau to hơn một xíu nha cả nhà. Ô trời, nó nặng cả nhà ơi. Dã man thì chứ. Wow, dã man. Nó nhiều. Vợ đố chồng. Đây. Đây, cầm này. Cầm. Ừ. Vợ đố chồng làm cái này, xếp lên cho nó cao lên, ok? Được không? Được được. Được được, ok. Chồng làm thử đi. Hai vợ chồng Nhân cùng làm nha cả nhà. Là bây giờ Nhân sẽ thật ra là tâm linh thôi chứ cũng chả biết đúng hay sai, thì Nhân sẽ dùng bằng cái to trước. Kì sắp kì. Ok. Cho anh Teru kỹ sư ta xếp, kỹ sư. Kỹ sư. Manaka. kìa. Đây là hai cái nước sốt của sườn nha cả nhà, Nhân bỏ vô Nhân nấu cho nó nóng. U đà. Cái này là bịch hành ngò, bịch hành ngò rau mùi nâu, rau ngò gai và cũng như ớt xiêm xanh ở trong này, nguyên một cái bọc này nha cả nhà. Nhân cho ớt, Nhân cho ít thôi vì nhà Nhân không ăn cay được, Nhân chỉ cho được một cái phần ở trên nhí nhí thôi nha. Vì phần ở dưới là phần cay, phần ớt đó cả nhà. Cho vào đây. Nhân cho thêm một ít hành vô nữa nha. Hành ngò vô luôn. Wow, ra lò, nóng hổi ra lò nha cả nhà. Đây, bây giờ Nhân sẽ rưới lên luôn nha cả nhà ơi. Để nơi nhỏ cho cả nhà nghe. Đây là một bịch ớt mà Nhân không dám dùng, đây còn bỏ, đây là tất cả bịch ớt mà Nhân bỏ nhưng Nhân không dám đổ vô cả nhà. Rất cay. Mẹ ơi, mẹ ơi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Ôi cái chảo này to quá, to thù lù đại này, thù lù này. To anh nói to chứ không phải là thù lù nha. To mày thấy to không? To. Wow, siêu to khủng lồ không? À, khủng lồ luôn đó. Dạ, bự không? Bự. Mấy điểm? 10 điểm. Dạ. Rồi bây giờ mình ngồi xuống mình ăn nha mẹ nha. Cái gì vậy chị Thuận? Chị cười chị Thuận ơi, tới đó cứ chị vui là chị cười từ sáng mà đến tối chị cũng vẫn cười. Cười hết ngày. Cười thấu lên. Mẹ nói con gái mẹ sao chứ? Cười hết ngày, cười hết đêm. Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đến với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân GB. Thì hôm nay Nhân có làm, không phải Nhân có làm mà Nhân có mang từ ở Thái Lan, tận Thái Lan về, đó là món sườn nha cả nhà. Con đó mẹ với chị Thuận đón đúng cái sườn này tên là sườn gì? 500.000 mỗi người. Nhưng mà quá đúng mà quá đưa liền nha. Có đàng hoàng. Móc quéo. Bây giờ mày nói đây sườn gì? Móc quéo nè, bây giờ móc quéo nè, con hứa với mẹ con cho nè, móc quéo. Mẹ biết móc quéo không? Rồi. Sườn gì nói đúng phóc nha. Sườn này á, sườn này là sườn non, sườn non. Sai. Chứ sườn gì à biết. Cá gần. Quế gần. Có biết gần. Quê chúng mình quê quá. Đến lượt chị Đặng. Sườn bò. Sai luôn. Cũng sai tiếp. Không có trúng. Đây là sườn heo, nhưng mà gọi là sườn heo, làm thành là đó là sườn của con heo, nhưng mà làm món là món sườn cay khổng lồ. Siêu quách. Hả? Siêu quách. Rồi bây giờ thì con mời mẹ và chị Thuận ăn cùng với gia đình nha. Rồi bây giờ là con đưa bao tay cho mẹ với chị Thuận đeo vào. Chị Thuận đeo bao tay vào đi. Thuận đeo bao tay vào. Mẹ cũng đeo bao tay vào. Mẹ biết đeo không? Biết. Đi đeo coi. Ngược. Đeo phải đeo đúng như này nha. Cái đeo ngược là không phải. Đúng rồi. Rồi bắt đầu cái mẹ bóc miếng sườn. Rồi cho mẹ khai mạc cái tháp sườn trước. Rồi đút vào. Mẹ bóc trước đây. Cho mẹ khai mạc trước. Mẹ muốn bóc cái nào mẹ bóc. Rồi xong. Đó. Mẹ bỏ vào đây của dĩa của mẹ. Để lượt chị Thuận kìa. Mời cả nhà ăn cùng với gia đình nhà Nhân nha. Chị Thuận bóc quay thật. Teru bóc ơi, Teru, đôi chị Teru không có ngã. Rồi lên cái này dễ hơn. Rồi ok, Nhân cũng bóc luôn nha cả nhà. Đây Nhân ở trên này. Bây giờ trước đầu tiên á, thường Nhân sẽ húp nước súp trước để Nhân coi mang từ Thái Lan, mang từ Thái Lan về tới Việt Nam cái nước sườn nó còn ngon không nha. Vẫn còn ngon hơn cả nhà. Rất ngon. Rất là ngon. Ngon quá mẹ ơi. Ôi. Cái này là Nhân bỏ ít ớt rồi mà nó còn cay vậy á. Cái này là muốn ăn trúng miếng ớt nha. Mẹ được ăn trúng miếng ớt nha. Cay á. Ngon á. Mẹ ơi. Ăn được không mẹ? Đây con. Cay quá. Đâu, cái này ở trên này đâu, cái miếng sườn này đâu có cay đâu mà cay quá. Nè, mẹ ăn cái này nè, cái này không cay nè. Cắn miếng to ăn nè. Đấy, mẹ ăn thử coi. Cái này đâu có cay đâu, tại nãy con không bỏ ớt luôn á, bỏ ít rồi. Cái súp này nè mới cay, còn cái trên sườn nó không có cay. Nhân qua Thái Lan á, trời ơi, hôm bữa Nhân qua Thái Lan món đầu tiên mà Nhân ghé tới ăn, đầu tiên Nhân phải ăn đó là chính là món sườn cây này. Nhưng mà lúc mà Nhân ăn á, Nhân bị sốc. Sốc nhiệt là mẹ biết vì sao không? Vì kiểu bụng mình đang đói á, mà mình ăn cái cây Thái Lan nha, là cây không phải dạng vừa đâu, là dạng quá trời cây luôn á cả nhà. Mình mà không nói cho họ biết là mình không nói họ là mình không ăn cây nhiều á, là họ bỏ cây kinh khủng khiếp á. Bỏ cái tay họ muốn bỏ cho sướng rồi thôi á, nó cây dã man. Cái cây xong nó quần cái bụng, nó quần bao tử. Nhân với chị Thảo với mọi người, anh chồng chị Thảo mà có xoắn bụng luôn đó nha. Anh Teru nữa. Ngon không Teru? Ngon rồi. À. Thuận thấy được không? Ngon đúng không? Ngon. Mẹ Luận ơi, mẹ thấy sao? Ngon. Được không? Ngon. Theo mẹ món này là mấy điểm mẹ đó cho đúng nha, mẹ đừng mẹ đừng như mẹ đừng có thương yêu mà mẹ cho điểm cao, mẹ có nói đúng ý của mẹ luôn. Cái này thì được 8 điểm à. Cái hồi sáng mấy điểm? 10. Cái hồi sáng cái mì giờ sáng 10 điểm luôn. Ừ. Cái này cũng 10 điểm. Cái này cũng 10 điểm. Đều cả. Dạ. Cái này là thường. Ừ. Thịt nó cũng xảm. À. thì nó xảm, thì nó không có nó anh thì nó rất xác anh xảm là như thế nào, không có ngoặt thịt. À mẹ biết vì sao không? Vì cái này ta hầm ra lấy nước mà. Cái nước nó ra như thế này, nó hầm cái này là nó ra nước mà. Đúng, rất mềm cho mẹ ăn mà. Mà nãy mẹ mới nói 8 điểm, sao giờ bị chê nó thật xảm xảm đâu. Cái trưa á cũng là cái giá 10 điểm. Còn cái tầm chờ cái bự thủ lù này cũng là 10 điểm luôn. À, chúng ngang nhau luôn. Nhưng mà chê cái này là thịt xảm, thịt là gọi là bở, thịt là không tươi đúng không? Không, cũng được. Cũng được đúng không mẹ? Dạ. Chị Thuận cả nhà thấy không? Chị Thuận à, ăn nè. Ôi. Chị Thuận đi Thái Lan được rồi, vậy là chị Luận xứng đáng đi Thái Lan du lịch một chuyến nha. Đây em dành riêng cho chị Thuận Luận Thuận nè. Đấy. Công nhận cái nước của nó ngon cả nhà. Cái nước của nó phải gọi là xuất sắc. Nhưng không biết làm sao để làm được cái nước của nó nha. Ngon, cực kỳ ngon luôn. Đỉnh của chớp. Đây miếng sườn thứ hai cho anh Tài Đương. Cảm ơn ai? Cảm ơn vợ. Hồi nãy ông lấy miếng cho con. À, cái này nó không ăn được, này có nêm gia vị không cho nó ăn được đâu Thuận nha. Chó. Chị Thuận rất là thương cô Leo Răng Thưa. Nhưng mà cô Leo Răng Thưa không có ăn được đồ ăn của có nêm gia vị. Nha. Ngon. Hai vợ chồng Nhân ăn chắc hết mâm hết dĩa luôn, còn bà ngoại với chị Thuận bây giờ nào cái chiều cũng kém mà. Bây giờ cuộc thi bây giờ chơi thử thách nha. Ai ăn nhanh nhất ăn khoảng 2 miếng sườn, 2 tảng sườn nhanh nhất có đúng 1 triệu. Con móc sẵn 1 triệu là có 1 triệu cho mẹ. Dám rồi. Thật. Nói có cái gì con luôn. Mẹ nghe con nói nè. Có là sẽ có trên video con. Mọi người không có ai nói điêu được hết. Công chứng hết rồi. Rồi bây giờ nè, mọi người ngoài xem hết. Xem hết đúng. Ăn đúng thử thách mà. Đúng. Mọi người xem mọi làm chứng. Ăn nhanh nhất 2 cây sườn. Có bao nhiêu? 1 triệu. Rồi ok, chúc mừng mẹ. Rồi mẹ ăn tiếp đi, ăn nhanh nha con, mẹ thi đua này với Thuận luôn à. Rồi mẹ ăn nhanh được không? Được. Rồi con ăn trước nha. Người nào ăn nhanh nhất mới có nha. Được. Ăn ra mà lành. Cái này nó mắc nghẹn cổ, nốt. Dám mà là hết rồi. Không, chỉ cần mẹ ăn hết thôi chứ mẹ không cần là mẹ không cần là ăn nhanh. Cuối cùng là ăn hết lẫn dư. Đúng rồi. Lặp 2 miếng đây tao ta ăn tảng còn tảng à. Nhưng mà nếu mà trong khi mà con với Teru và chị Thuận Phật hết rồi mà mẹ chưa hết thì vẫn chưa được tiền nha. Thế là tính lúc đó nha. Được không? Để con ăn nha. Anh thử thách. Đúng rồi. Và thử nữa. Ngon á. Công nhận là tại vì cả nhà biết không, nhưng ngồi nói chuyện với mẹ cho mẹ vui á cả nhà. Chơi thách thức rồi cho mẹ vui, chứ thật sự mấy cái này là nếu mà Nhân không nói, Nhân không có vui hoặc không có chơi có thưởng là mẹ Nhân thật sự là không ăn được. Ngồi ăn chút là mẹ Nhân bỏ luôn á, từ bỏ luôn á. Nhưng mà hôm nay mẹ Nhân cố gắng ăn, tại vì Nhân biết là cái này nó cũng không có cay, mà toàn là thịt nữa, nên là càng dễ ăn chứ nó không phải khó ăn. Mẹ no rồi thì thôi, không dừng không ăn là cũng được mẹ. Dừng là khỏi có 1 triệu cũng được, đúng không? Nói chứ dừng, mẹ dừng con cũng cho mẹ 1 triệu, mẹ ăn con cũng cho mẹ 1 triệu. Thế nên là mẹ cứ từ từ thôi nha, kiểu khuyến khích cho mẹ nha, từ khuyến khích cho mẹ, động viên. Đúng rồi. Bây giờ mẹ ăn không được mà con không động viên mẹ thì đâu có được đâu, tại vì đã có sự cố gắng. Cứ mẹ ngồi cho cùng vui thôi nè. Nhưng mà ráng ăn cũng được. Ráng ăn được không? Còn không ráng thì cũng được. Dạ đúng rồi. Húp nước nha cả nhà. Thôi được rồi. Ta làm rất được việc. Ok, are you ok? Ok. Ngon hả? Cái này ăn từ 2 miếng. Nghe. Cái này là anh đó là từ cuộc đời của mẹ, cuộc đời là trải qua bao nhiêu sóng gió khổ cực. Nhưng mà cái này anh là một cái tự là kỷ niệm của cái nước Nhật, của nước Thái Lan, là một cái muốn xương, một cái muốn xương heo khổng lồ, thù lù khổng lồ, cái chảo đều khổng lồ, mà lại ăn thì mình coi như là lần đầu là bước vào trong Sài Gòn là ăn được 2 tấn xương heo mà của nước Thái Lan, mà coi như là tôi cũng được thưởng mà khẩu ăn làm kỷ niệm, ăn cứ từ từ. Nhưng trong khi tôi cũng nhận 1 triệu, tôi rất chi là vui, mà tôi vui trong lòng tôi là tối bữa nay là tôi ngủ rất là ngon mà tôi khen cho mọi người biết là tôi cũng ăn được một cái tặng thương này. Còn chưa, từ trước đến giờ là chưa có biết, giờ trải nghiệm là cũng ăn được một cái. Rồi bây giờ mình ăn thêm tảng nữa, có thêm 500 ngàn. Rồi 1 triệu rồi mà. 1 triệu với 500 là 1,5 triệu. Có được ăn hết không mà được 1,5 triệu. Giờ ăn nổi nữa không? Ăn nổi, ăn ép thì được. Vậy thôi ăn ép thì thôi. Chị Thận nè. Thận thôi hả? No hả? No. Sao vậy? Teru ăn nữa không? 3 tảng. Ăn nhiêu rồi? Hả? Ăn thêm nhiều, ăn thêm tảng nữa được để no rồi. Mình cứ ăn rồi, anh no ăn rồi nhiều. Anh no rồi đó mẹ, thôi anh no rồi mình đừng ép mẹ, người ta no rồi mình đừng ép. Là 3 tảng. Rồi bây giờ mình bye bye nha. Bye bye đi chứ mẹ cũng không ăn mà. Thận bye bye không? Bye bye. Thì Nhân cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu như cả nhà yêu thương Vợ Chồng Nhà Nhân thì Vợ Chồng Nhà Nhân 1 nút mút like, 1 chia sẻ kênh và đăng ký và ủng hộ Vợ Chồng Nhà Nhân. Vợ Chồng Nhà Nhân bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người.